Cô dâu thừa nhận hành vi bỏ bom 150 cổ cưới được tìm thấy khi có ý định vượt biên. Liên quan đến vụ việc cô dâu bom 150 cổ cưới của nhà hàng, ngày 2 tháng 10, Công an thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ. Sáng cùng ngày, Công an đã mời chủ nhà hàng Tâm Phúc và những người có liên quan đến vụ việc lên trụ sở để lấy lời khai. Phía nhà hàng bị cô dâu bom cổ cưới cho hay U ở trọ với một người bạn. Người này sau khi biết chuyện đã liên hệ với gia đình U. Sau đó bố mẹ U có lên thành phố nhưng không có qua nhà hàng. Lúc sau U gọi điện với mẹ nói con không làm gì sai cả, bố mẹ về đi, nên họ lại quay về nhà. Hiện phía gia đình cô dâu vẫn chưa đến nhà hàng xin lỗi. Liên hệ với số điện thoại được cho là bố mẹ của cô dâu đã đặt cổ tại nhà hàng nhưng bom. Đại diện gia đình cho biết họ không hay biết gì về chuyện này. Gia đình chúng tôi không biết gì về vụ việc này cả. Chúng tôi sống trên bản mấy hôm nay, không có cưới xin gì. Con gái tôi còn chưa có bạn trai, đi làm dưới thành phố ở trọ với bạn. Nói thật sự là việc này có người làm đằng sau, còn gia đình không biết gì cả. Hôm bạn con điện báo tin, chúng tôi mới biết rồi đi xuống thành phố. Nhưng sau đó con gái gọi lại báo không có làm gì sai, chúng tôi lại quay về. Người đàn ông nói qua điện thoại như thế. Theo Công an thành phố Điện Biên Phủ, sau khi xảy ra sự việc, TCU sinh năm 1996 có hộ khẩu thường trú tại bản Co Hói, xã Bá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tắt điện thoại không liên lạc được, bỏ trốn khỏi địa bàn sinh sống, nên cơ quan công an đã phải tung 3 tổ công tác đi tìm kiếm. Đến tối qua ngày 1 tháng 10, cơ quan công an đã tìm thấy người này khi đang có ý định bỏ trốn sang biên giới và triệu tập về cơ quan công an để lấy lời khai. Đại tá Tràng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cơ quan chức năng đang ghi lời khai của CTU. Bước đầu, cô gái đã thừa nhận có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan công an phải làm rõ thêm động cơ, mục đích thật sự của việc làm này. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một nhà hàng ở thành phố Điện Biên Phủ bị bom 150 cổ cưới gây xôn xao. Theo chia sẻ, nhà hàng đã hỗ trợ dựng rạp ngoài đường, chuẩn bị mâm cỗ theo đúng kế hoạch. Đến khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, cô dâu chú rể và khách quan hai bên không xuất hiện. Chủ nhà hàng nhận được thông báo phía khách hàng rằng sẽ dời cổ cưới xuống 14 giờ chiều, nhưng đến thời điểm này vẫn không thấy một ai. Bất lực, phía nhà hàng đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi người dân giải cứu 150 cổ, giảm giá từ 1 triệu rưỡi xuống còn 500 ngàn đồng. Đại diện nhà hàng cho biết do gia đình cô dâu chú rể là khách hàng quen nên không bắt đặt cọc trước. Tổng số tiền 150 cổ trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng.